Tôi con đến tôn thờ ngài, con đến tôn thờ ngài, hãy đến với Chúa nhân Chúa Cha ngàn trời, hãy đến với Chúa nhân Chúa Cha ngàn trời. Một ngày tùy nơi, một ngày tùy nơi cho con cha con. Con bài nữa đi. Chúc thánh linh đi. Các bạn. Dạ. Hôm nay thần linh sơ sâu ngày hai hai đêm tình anh cho con phương thành tươi mới vì tình bạn hai đêm tình bạn cho con xin ban cho con dạ hallelujah, con cảm tạ Chúa. Dạ giờ này con mời cô Năm Phó nhận mừng cô cầu nguyện và cô chú anh chị em con mời cùng hiệp lòng hướng làm người Chúa để cho cô Phó cầu nguyện. Dạ cô Năm Phó mở mic đi. Con xin cầu nguyện cho quá là cô chú và chị em con vinh ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng, con vinh nơi đời của con. Chúa ơi, ngày hôm nay con cũng xin cầu nguyện Chúa, xin Chúa cũng ban phước lại cho chị em chúng con ngồi chung đường chung này. Thì con thằng hai người giống lại thì Chúa ở trên giữa, thế là con xin rằng mấy chị em chúng con ngồi trên đường chung này thì xin Chúa ở bên giữa. Con cũng xin cầu nguyện Chúa, xin Chúa cũng ban phước chị em chúng con ở trên đường chung này để được sự nghiệp hạnh mạnh mẽ, để con biết lại chị em chúng con để mở mắt mở mắt để tiếp nhận những lời của Chúa, để ban phước để cho chị em chúng con để học hỏi trong lời của ngài, để nắm bắt theo đường lối của Chúa, để hiểu biết lời của Chúa nhiều hơn của Chúa dạy. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm, xin Chúa cũng ban phước lại để cho con mừng cầm thực sự nhiều phước hạnh, để tấm lòng mạnh mẽ là Chúa nhiều hơn, để rồi nhắc nhở, để cũng hướng dẫn cho chị em chúng con già, để tôn vinh Chúa, để thờ phụng ngài một buổi sáng hôm nay. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, xin Chúa cũng ban phước lại cho chị em chúng con mở mắt mở tâm mở lòng ra để tiếp nhận những lời của Chúa để dạy trong đoạn châm ngôn này, để người nắm bắt để hơn, để mạnh mẽ để lời của ngài, để đi ra trao giảng những lời Chúa, hả, làm chứng những lời Chúa được sự mạnh mẽ hơn, để tìm hiểu nó của Chúa được nhiều hơn, được sự trong sáng, được sự bình an trong cuộc sống đời của đời của con cái của Chúa này. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, Chúa ơi, xin Chúa cũng ban phước lại cho chị em chúng con ngồi trên đường Zoom này để cùng nghe, để cùng nắm bắt, để tìm hiểu được lời Chúa nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, con cũng hết lòng thành kính Chúa trong lời cầu nguyện của con cũng hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh quyền năng của Chúa Giêsu Christ, amen. Con cảm ơn Chúa. Cảm tạ Chúa, amen. Con xin đón nhận phước của Chúa ban cho con thể Chúa, xin Chúa ban phước để cho cô Chúa như chúng ta. Dạ con mời cô Bảy Rõ xin đọc trước con từ
trong ngôn đoạn 22 thì con mọc đến công em ạ. Xin công bố lời của Chúa đoạn 22 từ câu 1 đến câu 5. Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều, và ơn nghĩa quý hơn bạc và vàng. Kẻ giàu và người nghèo đến gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. Người khôn ngoan thấy điều tai dạ và ẩn mình, nhưng kẻ ngu muội cứ đi luôn và mắc phải dạ. Phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống. Trong đường kẻ gian tà có gai châm và cái bẫy, ai gìn giữ linh hồn mình sẽ cách xa nó. Xin hết, cảm ơn Chúa. Dạ, con mời cô Kim tiếp tục. Dạ, Kim xin đọc lời Chúa qua Châm Ngôn đoạn 22 câu 6. Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Người giàu quản hạt kẻ nghèo, kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Kẻ nào gieo sự bất công sẽ gặt điều tai họa, và cây gôi thạnh nộ nó sẽ bị gãy đi. Người nào có mắt từ thiện sẽ được phước, vì người ban bánh mình cho kẻ nghèo khó. Hãy đuổi kẻ nhạo báng ra thì sự cãi lẫy cũng sẽ đi. Cảm tạ Chúa. Còn thấy điều tranh cạnh hai nữa. Còn thiếu một câu dưới này. Dạ. Còn dạ đi. Điều tranh cạnh và sự sỉ nhục sẽ hết. Cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa. Mình cũng mời cô Nam Phóng. Dạ, mình cũng xin đọc bài Châm Ngôn này đoạn 22 và câu 11, và con cảm ơn Chúa, con xin đọc ạ. Ai yêu tấm lòng trong sạch và môi miệng nhân hậu sẽ được làm bạn của vua. Mắt của Đức Giê-hô-va trông mong người có trí đức, nhưng Ngài đánh đổ lời của kẻ gian tà. Kẻ lười biếng nói có con sư tử ở ngoài đó, tôi sẽ bị giết giữ đường. Miệng của dâm phụ là một cái hố sâu, ai bị Đức Giê-hô-va nói nổi giận sẽ rơi vào đó. Sự ngu dại buộc vào đồng con trẻ, nhưng gôi dâm dại sẽ làm cho điều ấy lìa xa. Nói amen. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước lại cho cô Năm. Dạ, con mời cô Lan Nằm Dơi đọc từ câu 16 đến 20 ạ. Đang mở tiếng như Lan ơi. Mà được rồi đó chị Lan. Kẻ ác bức người nghèo để lạc vào cho mình, cũng như kẻ tặng cho người giàu để tặng hết sự nghèo thiếu. Lời của người khôn ngoan hạt lắng tai nghe lời người khôn ngoan, hãy cứ tin vào sự trí thức của ta, vì con sẽ vui thích khi giữ nó trong lòng và tập trung nó trên đôi con. Ngày nay ta đã dạy cho con hiểu biết các điều đó,
để con có lòng kính cậy Đức Giê-hô-va. Chẳng hãy ta đã chép cho con 30 lời 30 lời kiên răng và có sao. Cảm ơn Chúa xin hết. Mời anh em đọc tiếp. Dạ, con mời tới cô Lan từ câu 21 đến 25 ạ. Chúa xin đọc trong Ngôn đoạn 22 từ câu 21 tới câu 25. Để làm cho con biết sự quả quyết của lời chân lý, hầu cho con lấy lời thật mà đáp lại với những người sai con. Chớ bóc lột kẻ nghèo, bởi vì họ nghèo. Cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành, vì Đức Giê-hô-va sẽ dựt duyên cớ của họ. Giả đoạt lấy sự sống của kẻ có cướp lột họ. Chớ làm bạn với người hay giận, chớ giao tế cùng kẻ cường bạo. E con tập theo đường lối nó, và linh hồn con bị bẫy hãm hại chăng? Chớ đồng bọn cũng đừng kẻ, cũng những kẻ giao tay nhau, hoặc cùng kẻ bảo, hoặc học tới 25 mà dễ vậy. Ê, tới 25 mà. Tới 25 hả? Chị Đại Dương rồi. Dạ. Cảm Chúa vậy là người sao? Ông Chúa ban phước cho cô nhiều lắm. Vì chứ cô hay giữ em đọc này. Trong Ngôn, tôi đọc Ngôn 2 câu 6 tới 29 ạ. Nghe không vậy? Dạ, 26 đến... dạ nghe cô, từ 26 đến 29 thôi. Dạ. Đừng đồng bọn với những kẻ bắt tay vào giao kèo, hoặc kẻ bảo lãnh nợ. Nếu con không có gì để trả, chúng sẽ lấy giường con đang nằm. Đừng dày các mộc giới ganh giới xưa mà tổ con đã dày. Con có thấy người nào siêng an năn trong công việc mình chăng? Người ấy sẽ phục vụ các vua, chớ phải phục vụ người là tầm thường đâu. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Dạ, con mời cô chú anh chị em cùng suy gẫm trong Châm Ngôn đoạn 22 này, cái Chúa dạy chúng ta điều gì. Dạ. Xin phép được học dạ. Trước. Dạ, con mời chú Thiện ạ. Con đoạn 2, con đọc 2 câu là câu 4 và câu 5. Câu 4 là phần thưởng của sự khiêm nhượng và kính sợ Đức Giê-hô-va. Thì phần thưởng mà của mình đó là cái phần thưởng là Chúa dạy là phải khiêm nhường, phải nhẫn nhịn và phải kính sợ Đức Chúa Trời. Bởi vì kính sợ Đức Giê-hô-va, Chúa dạy kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu cho sự khôn ngoan và thông sáng mà Chúa ban cho con cái của Chúa. Cho nên những người nào có bản tính khiêm nhường và luôn luôn đặt Chúa lên trên hàng đầu, luôn luôn Chúa số một và Chúa là tất cả, thì mọi sự thì Chúa sẽ ban cho con cái của Chúa những phần thưởng mà Chúa muốn cho những cái người nào mà có sự khiêm nhường, có sự nhẫn nhịn, có tình yêu thương và có sự kính sợ Chúa. Bởi vì Chúa rất là yêu mến những cái người nào mà kính sợ Chúa và yêu thương lẫn nhau và làm theo những cái theo ý muốn của Chúa. Hồi đêm hôm ông mục sư ông có dạy mà con cái Chúa mình á, là mình luôn luôn phải
mấy ý kiến Chúa mà tham khảo ý kiến Chúa, và tất cả mọi sự là đều làm theo cái ý muốn của Chúa, đừng có làm theo ý muốn của mình. Bởi vì làm theo ý muốn của mình mà không theo ý muốn của Chúa thì Chúa sẽ không ban phước cho mình. Mà một khi mà mình làm theo ý muốn của Chúa thì bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ ở chỗ nào, Chúa cũng ban phước cho mình, và Chúa cũng tạo điều kiện để ban cho mình tất cả những sự gì mà mình muốn. Cho nên mà cái câu 4 là cái phần thưởng của cái sự khiêm nhượng, là coi như là Chúa, một khi mà mình khiêm nhường, một khi mình nhẫn nhịn, một khi mình nhẫn nhục, một khi mình nói ra tất cả những cái lời yêu thương, những cái lời khích lệ, và mình luôn luôn kính sợ Đức Giê-hô-va, thì đó là những cái phần thưởng mà mình muốn gì thì Chúa sẽ ban cho mình. Và nhất là Chúa ban cho mình cái sự khôn ngoan và thông sáng từ nơi Chúa, bởi vì cái nguồn khôn ngoan, cái nguồn thông sáng chỉ có ở nơi Chúa, chứ còn ở xác thịt, ở con người, mà khôn ngoan theo con người, khôn ngoan theo đời này thì không có tác dụng gì, và Chúa sẽ không có chấp nhận những gì đó. Cho nên cái câu 4 đó là phần thưởng của sự khiêm nhường và sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và mạng sống mình. Một khi mình kính sợ Đức Giê-hô-va, mình khiêm nhường, mình nhẫn nhịn, mình yêu thương, mình có tấm lòng nhẫn nhục, thì cái sự giàu có và cái sự tôn trọng của mình và cái mạng sống mình, Chúa ban phước và Chúa bảo đảm cái mạng sống cho mình, Chúa bảo đảm cái mạng sống cho mình khi mình có những cái sự kính sợ Đức Giê-hô-va, và sự giàu có của mình cũng được Chúa ban cho, và những cái sự tôn trọng của mạng sống mình nữa, thì ai làm gì mình, ai đụng chạm tới mình thì đều được Chúa bảo vệ và đều được Chúa giữ gìn trong cái cuộc sống hàng ngày. Cho nên là Chúa bảo vệ luôn cái mạng sống của mình trong cuộc đời của mình nữa, nếu như mình luôn luôn yêu kính Chúa, kính và sợ Chúa. Thì cái câu 4 thì tôi học được bao nhiêu đó. Còn câu 5 là trong đường kẻ răng tà có trông và cái bẫy. Những cái kẻ gian tà, những cái kẻ mà khôn ngoan theo xác thịt của họ và khôn ngoan theo cái thế gian thì luôn luôn là họ sẽ bước đi trong cái trong gai, và luôn luôn là bị cạm bẫy và sẽ bị người ta gài bẫy. Cho nên là những cái sự gian tà là không có Chúa không có chấp nhận cái điều này. Chúa cũng không có mà cho con cái của Chúa đi theo những cái đường này, vì đi theo những cái kẻ gian tà thì sẽ bị chông gai và sẽ bị bẫy. Ai gìn giữ linh hồn mình sẽ cách xa nó. Thì một khi mình mà đi theo đường lối của Chúa và học theo sự dẫn dắt từ Chúa và theo sự dạy dỗ của Chúa thì cái linh hồn mình nó luôn luôn được Chúa bảo vệ, được Chúa giữ gìn, thì nó sẽ không bị cạm bẫy và nó sẽ không bị chông gai, và nó sẽ cắt ra những cái sự chông gai và sự cạm bẫy mà chỉ có Chúa mới giúp được mình, mình khỏi hay và bị cạm bẫy. Thì trong câu 4 và câu 5 thì tôi học được hai vấn đề. Một là mình phải khiêm nhường và phải luôn luôn kính sợ Đức Giê-hô-va. Cái thứ hai là không đi theo và bước theo cái con đường của những kẻ gian tà, bởi vì bước theo mà những cái con đường của kẻ gian tà, kẻ nhạo báng thì sẽ bị người ta gài bẫy và người ta sẽ gặp nhiều những cái chông gai trên cái bước đường của mình, và những cái đi theo đường lối đó thì Chúa sẽ không có phù giúp mình, Chúa sẽ không có ban phước cho mình. Thì tôi học hai câu đó, xin hết.
Dạ, cảm tạ ơn Chúa. Dạ, xin Chúa cũng ban phước cho Chúa thiện. Vì sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được ở thọ nguyện, không bị tai họa lâm đến ạ. Dạ, cảm ơn Chúa. Vì chúng ta là được phước ở trong Chúa vậy, không có sợ tai họa lâm đến ạ. Dạ, con mời cô chú anh chị em mình cùng tiếp tục học trong trong ngôn đoạn 22 này ạ. Dạ, cô chú nào có được Chúa bày tỏ điều gì thì mở ra cùng học. Dạ, con xin mời. Cảm ơn Chúa, mình cũng xin xin học bài châm ngôn này đoạn 22 và câu 19 này ạ. Xin mời cô. Cảm nghĩ nhờ cái này câu 19 này mình cũng xin hiểu biết được bao nhiêu thì mình nói được bao nhiêu. Xin cảm ơn Chúa. Câu 19 này nói rằng là ngày nay ta đã dạy cho con biết, cho con hiểu biết các điều đó để con có lòng tin cậy Đức Giê-hô-va. Amen. Thì cái câu này mình theo mình xác nghĩ lúc ban đầu thì mình chưa tiếp nhận tôn vinh Chúa thì mình đủ điều, mình nói những điều đủ điều, những hơn thua cao các đáng đo, mình nói đủ điều sống ở ngoài đời này. Thì ngày hôm nay mình tiếp nhận tôn vinh Chúa thì mình làm theo những lời của Chúa dạy trong đây. Thì ngày nay ta đã dạy cho các con biết, thì những điều tiếp nhận thì mình dạy đủ điều, thì trước khi mình muốn làm gì, mình suy nghĩ gì, mình làm gì, điều gì, thì trong gia đình mình những khi gặp khó khăn hả, mình làm công ăn việc làm gì, thì mình tôn vinh Chúa, mình chỉ cầu nguyện Chúa, mình xin Chúa để Chúa bày tỏ mình, để cho mình làm những điều gì mà mình cầu xin Chúa, thì mình thấy cảm thấy Chúa ban cho mình những điều đó. Mình làm không phải mình tiếp nhận rồi mình phải tự mình làm, tự mình tính thì chẳng không được gì. Bởi vì mình tự mình tính mình làm thì mình cũng thấy, mình nói rõ ràng, mình thấy mình tự mình tính mình làm cái chuyện đó sau cùng có cuộc mình chẳng được gì hết, không được gì hết. Nhưng ngày hôm nay mình để hiểu được cái lời này Chúa ban cho mình được, thì mình làm những cái gì, điều gì mình cũng xin cầu nguyện Chúa, rồi mình xin gì trước rồi mình làm sao, mà Chúa ban cho mình được mình làm sao thì mình thấy được hậu quả. Mình cũng cảm ơn Chúa nhiều lắm. Những gì mà điều mình là, thì Chúa nó thường thường nói là chờ người ở ngoài đời, tôi nói là trời có lỗ tai, trời có mắt, nhưng mà trời đã ngoài đời nói gì, nhưng mà trong đây thì Chúa nói rằng Chúa nói trong mình ai hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa Chúa mở cho. Nhưng mà mình thấy cảm thấy trong cái đoạn này thì cầu xin, cầu nguyện, xin làm những điều gì thì Chúa sẽ cho, mình sẽ làm. Nhưng mà mình thấy cái đoạn 19 này á, yêu qua ở trên đã dòm ngõ và thấy tìm hiểu biết con người của mình làm những cái gì, làm gì thì Chúa nắm đã biết hết. Khi mình tiếp nhận tôn vinh Chúa thì mình làm theo những lời của Chúa dạy, những điều bất phước điều gì thì mình cũng cầu xin, cầu nguyện để mình làm sao, cầu xin trước mình làm sao. Mình cũng cảm ơn Chúa, mình cũng hiểu được là bao nhiêu đó thì mình cũng hết, xin hết ạ. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm tạ Chúa, xin Chúa ban phước cho cô. Dạ, chỉ không mời cô chú anh chị em tiếp tục học, mới biết đi học ạ. Xin học một câu châm ngôn trong đoạn 22 này. Câu 3. Dạ, con mời cô nhanh nè.
Người khôn khéo thấy trước tai họa và mình, nhưng kẻ ngờ dại cứ lao tới mà và mang họa. Cũng như mình ở trong Chúa, mình khôn ngoan, mình thấy cái sự cái sự mà không có đẹp lòng Chúa thì mình tránh xa, mình đừng có đó, không đẹp lòng Chúa. Còn sự khôn khéo thấy trước tai họa, mình thấy cái trước tai họa của mình thì mình tránh xa, mình đừng có vào đó, thì Chúa sẽ bảo vệ mình, Chúa sẽ dẫn dắt mình, mình đi theo con đường của Chúa. Chúa dạy mình thì mình làm theo, mình đừng có đi thấy cái tai họa mà mình nhào vô. Còn người kẻ ngu dại, khờ dại cứ lao tới mà mang họa. Như khờ dại những cái tai họa đó mà họ không biết, họ cứ lao tới mà họ bị mắc mang họa, mắc những cái điều mà không đẹp lòng Chúa. Chúa đâu có giúp đỡ, Chúa đâu có nâng đỡ mình lên được. Tại vì đi cho con đường tai họa, Chúa đâu có mà gìn giữ cái đường tai họa đó được. Chúa gìn giữ cho mình cái sự khôn ngoan, thông sáng, biết là Chúa dẫn dắt những lời khôn ngoan thông sáng của Chúa dạy dỗ mình, cho mình học, mình hiểu, mình làm thêm, rồi mình biết chia sẻ với mọi người. Những người mà khờ dại đó, họ đâu có biết gì đâu, đâu có biết điều tai họa, nghĩa điều nào khôn ngoan mà thông sáng, thì họ cứ lao vào đó thì họ mắc quả thôi, chứ họ đâu có biết cái lời Chúa dạy mình, cái sự khôn ngoan thông sáng mà mình tránh xa cái điều đó. Thì mình trong Chúa thì mình phải khôn, Chúa dạy mình khôn ngoan thông sáng, mình thấy tai họa mình phải tránh xa, chứ mình đừng có vào đó thì mình bị mắc quả thôi. Cảm ơn Chúa, thì Chúa cũng, tôi cũng học nhiều, tôi hiểu, tôi nói nhiều, còn chị em nào học em bổ sung thêm, thì tôi thấy trong này vậy đó. Miễn mình những sự khờ dại thì lao vào cái chuyện xấu xa, bị mắc quả, mình xấu xa Chúa đâu có bảo vệ mình được. Mình có Chúa mà mình làm chuyện khôn ngoan sáng thì Chúa bảo vệ mình mọi điều, Chúa cho nâng đỡ mình điều gì mà mình muốn, mình cầu nguyện thì Chúa đáp lời. Nếu cứ như khờ dại, Chúa đâu có mà cầu nguyện với Chúa đâu mà Chúa đáp lời, Chúa nâng đỡ được, Chúa gìn giữ được. Cảm ơn Chúa, tôi cũng hiểu nhiều, tôi học nghe chị em mà học thêm. Dạ, cảm tạ Chúa, con xin Chúa ban phước cho con nhanh, vì tôi con kính sợ Chúa. Vì Chúa nhắc chúng ta sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự tri thức, còn kẻ ngu muội khinh bỉ sự khôn ngoan và lời phiên dạy. Thì chúng ta là người kính sợ Chúa, là người khôn ngoan. Cảm ơn Chúa vì những người ngu dại khinh bỉ lời của Chúa. Dạ, xin Chúa ban phước lại cho cô chú anh chị em. Dạ, con mời cô chú anh chị em nào có học thì cũng mở mic cùng. Dạ, cô chú trong Châm Ngôn đoạn 22 nè. Học câu đoạn Châm Ngôn đoạn 22. Dạ, con mời các bạn. Dạ, câu 4.
Danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều, và ơn nghĩa quý hơn bạc và vàng. Cũng như Chúa nói mình một chứ câu bốn không thì tới câu bốn nữa. Nghe phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có và tôn trọng và mạng sống. Cũng như Chúa nói mình danh tiếng tốt còn hơn tiền của nhiều, và cũng như mình cái danh tiếng của mình, cũng như mình con cái Chúa, mình đi ra mình nói cái lời của Chúa, mình ra mình rao giảng lời của Chúa, mình ra lời của Chúa, mình nói cái lời lành của mình, cũng như Chúa ban cho mình dạy mình nói ra lời lành, sự tốt lành, sự khiêm nhường, sự kính sợ Chúa, thì mình cũng như mình còn hơn, mình nói ra lời nói dịu dàng, lời khiêm nhường dịu dàng còn hơn là mình tiền của nhiều. Cái đó là cũng như mình học được vậy đó, mình thấy cái lời của Chúa dạy cho mình, tất cả những lời nói, những câu nào Chúa cũng dạy mình sự khiêm nhường, sự nhịn nhục, sự hiền lành. Cái đó là mình học theo, là cũng như mình khiêm nhường, mình đi ra mình nói lời lành, cái tâm trí của mình không có nghĩ gì nói ra lời xấu xa hay là lời gì, mình lựa lời mình nói lời hiền lành, lời tốt đẹp. Như mình học trong lời của Chúa thì mình học theo Chúa chỉ dẫn cho mình học theo, mình phải khiêm nhường, mình hạ mình nói lời tốt lành. Cái đó là còn hơn tiền của nhiều. Dù tiền của nhiều cỡ nào thì mình nói ra lời sắc sược thì mình cũng đâu có bằng cái lời hiền lành đâu. Mình hiền lành là hơn cái tiền của nhiều. Cái đó tôi học được phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có và tôn trọng và sự mạng sống. Cũng như Chúa nói mình, trước tiên Chúa nói mình hãy kính sợ Đức Giê-hô-va là nguồn sự sống của mình. Mình học lời Chúa, mình hiểu lời Chúa, mình làm theo lời Chúa, bất cứ cái chuyện gì cũng như mình làm chứng ra là lời của Chúa là lời hằng sống, lời của Chúa sắc như hơi lưỡi thấu đến độ cái chiều lên cốt tủy. Cái đó là cũng còn hơn là tiền của nhiều. Mình hiểu, mình áp dụng cho đời sống của mình nói ra, sự mở lời ra thì mình trước đây thì mình cũng có lời sạch sượng, nhường mình hạ mình tôn trọng lời của Chúa, là cái đó là còn hơn tiền của nhiều. Xin hết, mình học được nhiều đó, mình phải khiêm nhường hạ mình. Kính sợ Đức Giê-hô-va là mạng sống của mình, bởi vì mình thấy có Chúa, mình thấy có Chúa của mình, bởi vì bất cứ cái chuyện gì cũng như dịch lệ này nó lây lan tùm lum, nhưng mà cái lòng mình an tâm, mình biết mình có Chúa, mình phần thưởng của sự khiêm nhường và kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là sự giàu có, sự tôn trọng và sự và mạng sống. Đó thì mình thấy mình học lời của Chúa thì cách tấm lòng mình an tâm, dù dịch lệ lây lan cỡ nào mình không sợ, mình biết rằng có Chúa, Chúa gìn giữ mình và mình giữ mạng sống mình, thì mình tin lời của Chúa thì mình yên tâm, mình không có sợ gì hết, cũng như mình khiêm nhường, tất cả cái gì Chúa cũng bảo vệ mình. Cảm ơn Chúa, mình học được nhiều đó. Xin hết. Dạ, cảm tạ Chúa. Thứ nhất lại chúng ta cũng như trong nói lại là trong ngôn đoạn 19 câu 23, sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đới. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho cô 7. Dạ, con mời các cô chú anh chị em cùng học tiếp tục trong ngôn là 22 này. Dạ, trong thời gian chờ đợi con cũng cùng học với cô chú anh chị em cho cho vui, cho họ hiểu biết lời Chúa kia mà. Dạ, con cũng xin đọc học trong ngôn đoạn 22 câu 6 và câu 15. Dạ,
Chúa dạy nói nhắc nhở chúng con về lời mà về con trẻ. Dạ. Hãy dạy cho con trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Sự ngu dại vốn thuộc buộc vào lòng con trẻ, xong rồi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Dạ. Vì chú dạy, chú nhắc nhở con lâu nay cũng có con này, thì cũng như cô chú anh chị em, dạ, hãy dạy trẻ thơ con đường nó phải theo. Dạ, mình đang đi theo con đường của Chúa thì mình cũng dạy nó. Dạ, cũng như con có nghe cô mà các mấy người lớn nhiều khi á, dạy có đúng có, mà con thấy cũng nghe có dạy có sai có, mà nhưng mình là con cái của Chúa, mình dạy con cháu của mình dạy theo con đường của Chúa. Dạ, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Dạ, một khi mà tới nó lớn lên rồi, nó già rồi, thì nó nghe được cái lời của Chúa, nó cũng hiểu biết được cái phần nào đó, thì nó cũng không có đi theo con đường sai chật, vì Chúa là con đường sự sáng và con đường sự sống. Dạ, nó cũng không có lìa khỏi đó được. Thì con nhiều khi con thì con tin Chúa, thì con dạy con mấy đứa con nuôi của con á, thì theo lời của Chúa. Còn những người không tin Chúa thì dạy khác, dạy nói dối hay hoặc là dạy nói làm sai chật. Thì con dạy mấy đứa con của con thì nó nói không, má con dạy vậy đó, má con dạy vậy, ăn cơm mình phải cầu nguyện, phải cho đồ, phải biết cảm ơn, chứ không phải thì cảm ơn Chúa đôi khi con dạy cũng nhiều quá mà con cũng quên rồi. À, nhưng đôi khi con cảm ơn Chúa là vì có con trẻ mà nó còn biết nói như vậy đó. Thì mà huống chi mà người lớn thì không có Chúa thì nói những điều sai chật thì con thấy nó không đúng. Mà nhưng cảm ơn Chúa vì mấy đứa nhỏ nó cũng có nghe, nó ở với con được 2 năm mấy thì nó cũng nghe được cái lời của Chúa, thì nó giờ nó biết làm cái điều tốt. Con cảm ơn Chúa vì Chúa nói trong câu 15 này, sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, xong rồi răng phạt sẽ làm cho sự ấy lìa xa nó. Đây là có sự thật. Mấy đứa trẻ mà hồi đó nó chưa về với con, nó ở với nơi thành thị mà ở với mẹ nó dốc, nó la, nó thiền, nó bớt, nó phá phấy đủ thứ chừng, mà con nghe toàn là của với chửi không mà hoặc là đánh lát chát, đánh mà mình nhót ruột, mình không phải đẻ nó ra, mình nhót ruột mà đánh ơi là đánh giống như mẹ ghẻ. Nhưng mà con nói sao không dạy mình, đất nó cúi xuống mình dạy nó mà đi đánh như vậy. Thì cái sau này nó bệnh rồi nó, cái gửi về con nuôi, thì con cảm ơn Chúa mỗi khi nó sai cái gì một lần thì con cảnh cáo nó, lần thứ hai là con bắt nó cúi rồi nó xin lỗi con, thì lần thứ ba con nói nếu con tiếp tục thì con quánh đòn, nếu mà còn lần thứ nữa tiếp tục nữa thì con đánh chồng gấp đôi. Thì cứ như vậy mà nó sợ, nó không bao giờ nó dám, tại vì mỗi khi nó lỡ làm sai gì cái nó nhớ lại là má dạy như vậy, không nên làm như vậy, má đánh đó. Thì cảm ơn Chúa vì Chúa, cảm ơn Chúa là Chúa cho con dạy được con trẻ. Và mỗi khi giờ nó ở riêng mà nhưng nó vẫn sợ con, nó không sợ ai hết mà nhưng nó cũng vẫn nhớ là con dạy. Và vì sao công việc con trẻ làm hoặc trong sạch hoặc chánh đáng, đây là trong Châm Ngôn 20 đoạn 11, công việc con trẻ làm hoặc trong sạch hoặc chánh đáng cũng đều tỏ bổn tánh nó ra. Thật có như vậy. Con nuôi 2 đứa trẻ nhỏ, rất là nhỏ nha, lúc nó té lên té xuống đi chưa vững, mà nhưng cái công việc của nó làm nó tỏ ra cái bổn tánh của nó. Một đứa thì thích ăn thịt, một đứa thì thích ăn cá, một đứa thì thích dành đồ chơi, một đứa thì thích nhường. Đứa nào con cũng dạy đàng hoàng hết, mà mỗi một bổn tánh nó khác nhau. Còn một đứa thì ham ăn, một đứa thì nó thảo ăn với con. Một đứa thì phải làm công việc nhà với con, một đứa thì phải ham vui đi chơi chạy tận ngoài không mà không thích ở nhà, thậm chí chung lỗ chó lén con đi ra ngoài chơi nữa. Đó là tỏ cái bổn tánh nó ra. Thì khi con dạy kỹ càng lại á, thì bây giờ 2 đứa dù cho ở chung với con hay ở riêng, bây giờ nó cũng đi kè kè nó chơi với nhau, tại vì con cũng dạy đủ thứ. Thì cảm ơn Chúa, đó là Chúa cũng nhắc nhở con là cái bổn tánh của nó. Chứ con nói nhiều khi con nói 2 đứa gì tánh gì ngộ vậy,
cũng ngang nhau có mấy tháng tuổi mà sao tánh tình nó ngộ. Đây là con học lại Chúa dạy cho con là cái đó là bổn tánh của nó tỏ ra như vậy đó. Nuôi hai đứa mà hai cái tánh tình khác nhau rất là khó nuôi, mà nhưng cũng cảm ơn Chúa vì Chúa cho con có sự nhẫn nại và cũng già nuôi được. Dạ, cảm ơn Chúa và xin Chúa cũng ban phước cho cô chú anh chị em. Dạ con mời cô Kiều Oanh, Hoàng Oanh. Dạ. Hoàng Kiều vậy. Dạ mở mic cho cô ơi. Hôm nay thì trên đường Zoom này cảm ơn Chúa chào chị em trong đường Zoom này. Tôi cũng học chung với chị em. Dạ cô để mic gần gần mới nghe được nha, tiếng cô con nghe không rõ hả? Câu 22, câu 23. Dạ nghe. Chúa bóc lột kẻ nghèo bởi vì họ nghèo, cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành. Người ta nghe cái câu này nói thấy người ta nghèo, mình thấy người ta nghèo khổ, người ta đã tiếng người ta không có, nên là người ta đang nghèo thì nó cũng là một cái tội, cho nên là người ta thấy người ta cũng không dám nói, người ta đi đâu người ta cũng khép nép, người ta thấy người ta nghèo, người ta thấy người ta cũng tâm khổ tủi tấm thân người ta, thì mình cũng đừng thấy người ta nghèo mà mình hà hiếp người ta, mình nói này nói kia rồi mình khi dễ người ta. Nghèo thì người ta cũng mặn ta ăn, mình có thì mình cho mượn chút đỉnh, còn cho người ta chút đỉnh không cho thì thôi, chứ đừng hà hiếp người ta. Rồi cũng đừng có nói tới nói lui, mình giúp được người ta thì giúp, còn không giúp thì thôi. Nhưng mà mình cũng nói thấy người ta ăn nhậu, ta nghèo thì lại một là cái khác, còn nếu người ta bệnh hoạn ốm đau thì cái nó lại một cái chuyện khác. Cho nên là thấy người ta nghèo khổ mình đừng có ăn hiếp người ta. Đừng có mà kêu bè phái rồi là trước kia mình đi chưa theo Chúa thì mình cũng cái thằng đó nó ăn nhậu nó no, nó không no bằng, nó nghèo nó khổ, kệ mẹ nó đi này kia nọ, mình chửi người ta. Nhưng bây giờ mình có Chúa rồi, mình nói như con nói làm sao phải cho nó được, mình phân tích nói bây giờ bà mặn này, bà thấy mặn này mặn kia có tiền á, tôi rủ bà đi mặn, bà đi không hay này kia, để cho có tiền, nó có tiền có của với người ta. Rồi Đức Sê-ô-va thì sẽ bưng, câu 23 là vì Đức Sê-ô-va sẽ bưng vực riêng cớ của họ và đoạt lấy sự sống của kẻ cướp bóc lột. Thì Đức Sê-ô-va là kẻ nghèo kẻ giàu gì á thì Đức Sê-ô-va cũng là một. Bây giờ kẻ là kẻ điên đẻ khùng hay kẻ nghèo kẻ giàu thì Đức Sê-ô-va cũng sắp sẵn một chỗ trên trời, không có phân biệt chỗ nào kẻ nghèo để riêng, kẻ giàu để riêng. Cho nên là Đức Sê-ô-va là bưng vực là kẻ là nghèo, nhưng mà người ta thật thà, người ta ngoan ngoãn, người ta không dối trá, không lừa gạt, không cướp bóc là Đức Sê-ô-va sẽ bưng vực người đó. Còn những kẻ mà giàu mà ngang tàn nè, rồi ăn sống nói hình gió nè, rồi là có nói không, không nói có là Đức Sê-ô-va sẽ rất là ghét mấy người đó. Cho nên là từ chỗ đó cho nên là người ta nói là đừng có là thấy người ta nghèo mà khi dễ người ta. Đừng thấy người ta nghèo khổ mà bè phái rồi không chơi với người ta, cái đó là mình sai. Đức Sê-ô-va là người đã sắp sẵn cho mình nghèo giàu hay là khổ sướng gì cũng là ở trên thiên đàng, đã là đi theo Chúa là lên thiên đàng, chứ không có chia ranh giới hay là như thế nào. Mà Đức Sê-ô-va sẽ rất là ghét mấy cái người mà ngang tàn nhạo báng rồi khi người rồi nói lời mà không giữ, rồi ăn sống nói hình gió. Theo tôi thì tôi theo được hai câu đó, cảm ơn Chúa. Chúa và xin Chúa ban phước lại cho cô. Vì lời Chúa hứa với chúng ta, ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va dây mượn, Ngài sẽ báo lại việc ân lành ấy cho người. Và trong đó trong ngôn đoạn 17 đó, đoạn 19 câu 17 à.
vì Chúa hứa với chúng ta, vì mình thương xót cho kẻ nghèo thì tức cho Đức Giê-hô-va dây mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành cho người. Amen. Dạ, xin Chúa ban phước cho cô chú anh chị em vì có tấm lòng yêu thương và viết văn theo lời Chúa. Thì mình sống trong sự yêu thương thì chúng ta yêu thương thì mới biết Đức Chúa Trời à. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Dạ, con mời cô chú anh chị em suy gẫm trong hai con trong ngôn đoạn 22 này. Nếu học được điều gì thì mở biết ra học. Cảm ơn Chúa, tôi suy gẫm trong đoạn 22 này và câu số 23. Dạ, con mời cô. Câu số 2 chứ. Kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau, nhưng Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. Cảm ơn Chúa, đây lời của ông vua Salomon nói, kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau. Đây nó có hai nghĩa. Thì bây giờ mình ở thế ngoài này, thế gian mình cũng vậy, giàu nghèo mình cũng gặp nhau hàng ngày. Nhưng mà ở đây á, kẻ giàu người nghèo đều gặp nhau là về cái sự ai cũng Chúa nói á, loài người phải chết một lần và bị đoán xét. Thực sự giàu giàu, giàu nghèo, giàu sang, giàu hèn gì cũng phải chết, cũng phải gặp nhau. Chúa dạy tôi như câu này, Thân Môn nhắc nhở, giàu mình ở thế mình bây giờ mình cũng không có giàu, mình cũng nghèo. Nhưng mà mình phải kính sợ Chúa, vì trong Chúa dạy giàu giàu, giàu nghèo gì cũng phải yêu thương. Mình trong hội thánh mấy mục sư ưa giảng, ví dụ là thánh thấy người ta nghèo á, con cái Chúa nghèo của mình khi dễ, người giàu thì mình dạ khòm xuống bắt ghế, dạ dạ chị ngồi đây ngồi đây, còn người nghèo mình nói thôi chỗ này không phải chỗ mình ngồi, đuổi đi chỗ khác này kia, cái chuyện đó làm người ta tổn thương. Mà trong Chúa thì Chúa nói cả hai Chúa đều dựng nên, linh hồn người nào cũng bằng nhau. Qua tấm gương của Chúa Giê-xu, Chúa yêu người giàu, người nghèo bằng nhau. Nếu mà Chúa không yêu người nghèo thì mình đâu có được tin Chúa đâu. Chúa yêu mình hết mà. Khi mình đi hiện giờ không phải mình nghèo, mình nói theo bộ dẫn mình nghèo. Khi mình nghèo như thế này nè, mà Chúa vẫn yêu thương mình. Chúa cũng cho mình biết Chúa. Rồi trong hội thánh, trong Chúa nữa. Nếu mà mình không yêu thương người nghèo, như mình nghèo là mục sư rồi cũng yêu thương mình, anh chị em mình trong hội thánh nè. Tôi thực sự là tôi rất là nghèo luôn. Thực sự hồi xưa tôi chưa biết Chúa là tôi, cái nhà tôi là che bằng cao su không à. Cảm ơn Chúa đó. Khi biết Chúa rồi thì cảm ơn Chúa, sự thương xót của Chúa thì bà ngoại cũng cho chút đỉnh rồi che lên cái chòi ở tới bây giờ rồi. Rồi cũng nghe bị người ta gạt mua đất, mua đồ, mua cũng không được gì hết. Rồi che cái chòi tới giờ thì Chúa cũng cho con cái Chúa như thầy Phước nè, vì thầy Tâm đồ bây giờ cũng qua đây trong hội thánh cũng cho từ miếng thiết, miếng cái đồ trong nhà Chúa cho đó, cũng cho được cái nhà đó, là thương yêu với nhau. Dù mình nghèo nhưng mà Chúa cho mình có trong Chúa được tình yêu thương đó, là thật sự rất là được khích lệ, rất là được quý. Đó là những người dân giữ lời của Chúa, như tôi với thầy Phước, thầy Tâm đồ, lạ hù chứ có quen biết gì đâu ngoại nữa. Nhưng mà qua cái tình cảnh của tôi thì cảm ơn Chúa, Chúa động lòng anh chị em trong Chúa, chính thầy Phước các ở nhà tôi đâu đâu lấy đồng bạc nào đâu, nhỏ lên vậy đó, nhỏ rất là nhỏ, bề ngang có 2 thước 8 thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa, nếu không có tấm tình yêu thương đó thì tôi cũng không được như ngài cho có cái nhà như vậy, cái chòi như vậy. Cảm ơn Chúa là bởi thương xót của Chúa. Trong đây sao là ông vua Salomon nhắc á, kẻ giàu và người nghèo đều gặp nhau, Đức Giê-hô-va đã dựng nên cả hai. Mình tin rằng một ngày nào đó giàu mình giàu mình cũng chết, giờ nghèo cũng chết, trước mặt Chúa mình phải trả lời. Nếu mình ở ngoài chơi mình thấy người ta nghèo khi dễ, mình không có tôn trọng mình khi dễ, đó là trước mặt Chúa đó Chúa rất là đau lòng. Tại vì trong Chúa là mình là thân của Chúa mà, Chúa là cái đầu, còn mình là chi thể của Chúa. Cảm ơn Chúa, đây là trong lời Chúa dặn nhắc nhở đây, rồi mình biết rằng giàu nghèo mình phải tôn trọng yêu thương với nhau để trước mặt Chúa. Khi mình tin Chúa rồi, tôi tin rằng khi mình lên thiên đàng với Chúa, Chúa giàu với nghèo Chúa bằng nhau. Mà khi mình về với Chúa rồi á, cũng như trong cái vụ mà ông Ratzinger xấu nết đó, khi ông chết cũng về phải trước mặt Chúa thôi. Giàu giàu cỡ nào nếu mà không tin nhận Chúa, không làm theo lời Chúa, linh hồn mình sẽ vào địa ngục đời đời. Còn nếu mình tin nhận Chúa, mình làm theo lời Chúa,
thì trước mặt Chúa nghèo giàu mình cũng là một linh hồn. Vì Chúa nói một linh hồn quý hơn cả thế gian. Mình là một linh hồn trước mặt Chúa. Chúa yêu mình, giàu nghèo Chúa cũng yêu với nhau. Thì qua cái câu này thì xin lại Chúa giúp đỡ, để rằng mình phải yêu những người nghèo, những người khổ. Mình nghèo có người nghèo hơn mình, người giàu thì có người giàu hơn, nhưng mà thực sự mình nghèo. Nhưng mà cảm ơn Chúa, mình nghèo về tiền bạc, nhưng mà cái lòng mình không có nghèo, vì mình đã biết Chúa. Thì thực sự không phải mình tự hào, nhưng mà cảm ơn Chúa khi mình con của Chúa mình biết yêu thương giúp đỡ với nhau, giàu nghèo về giàu. Thực sự tôi thấy trong hội thánh thiên ái cả chị em luôn, thực sự nếu mà họ có tấm lòng yêu thương tôi rất là nhiều. Thực sự tôi trải qua những sự mà mọi năng đệ sẽ đến, tôi biết là tình yêu của Chúa và tình yêu của chị em đối với tôi rất là lớn. Cảm ơn Chúa để mình giữ trước mặt Chúa, để mình biết rằng giàu với nghèo trước mặt Chúa bằng với nhau, để mình giữ linh hồn của mình, để một ngày nào đó mình về trước mặt Chúa mình không có được, mình phải được lên thiên đàng chứ mà không xuống địa ngục, để giàu nghèo gặp nhau, để mình học qua bài học này, để đừng khi dễ người nghèo, người khổ hơn mình. Mình phải có tấm lòng yêu thương, giàu mình có ít thì mình giúp ít, giàu nghèo giàu nhiều thì mình giúp nhiều. Thực sự mình phải nâng đỡ với nhau, nhất là kẻ nghèo. Chị em ơi, người nghèo nói gì chứ có mặc cảm dữ lắm. Mình rất là mặc cảm rất là nhiều. Mình đâu có muốn mà phải cho người ta cho mình lãnh đâu, nhưng mà mình trong lòng muốn khao khát, muốn ban ra. Cảm ơn Chúa chứ không phải mình muốn thâu vô đâu, nhưng mà Chúa biết hết tấm lòng. Chúa cũng dùng anh chị em giúp đỡ tôi rất là nhiều trong những lúc khó khăn, những lúc bệnh hoạn. Thực sự tôi biết ơn Chúa vì tình yêu của Chúa đã dùng con cái của Chúa, dùng mục sư, dùng tất cả chị em gần xa để giúp đỡ tôi. Thực sự tôi rất là nghèo, nhưng mà cảm ơn Chúa cho trong túi tôi cũng rất là giàu. Tôi học được để qua cái tình yêu của Chúa mình sẽ coi giàu nghèo, mình coi bằng nhau. Để một ngày đó giàu giàu, giàu nghèo, dù mình giàu cỡ nào chết cũng đem về theo được. Cũng chết rồi hai bàn tay trắng. Cảm ơn Chúa tôi học được để qua cái câu này, để mình biết rằng mình phải yêu thương người nghèo và mình tôn trọng những người nghèo nữa. Cảm ơn Chúa. Con xin hết. Cảm tạ Chúa. Xin Chúa ban phước cho cô Tám. Vì con thích, rất là thích những cái điều mà học giải thích trong cô Tám, mà giàu và nghèo. Thật, thà người nghèo khổ ăn ở cách thanh liêm còn hơn là kẻ giàu có mà có môi miệng gian tà và là một kẻ ngây dại không cô Tám. Vì họ giàu mà hay hoặc là họ không có sự mà lời Chúa dạy á, thì họ sống giả dối dụ Tám, lừa gạt Tám, họ giả dối. Mà nhưng trong Chúa thì Chúa dạy điều thật và tốt lành. Chúa dạy lòng nhân từ của người làm cho người ta yêu chuộng mình. Và người nghèo khổ là hơn kẻ nói dối. Vì chúng ta tuy rằng ở thế gian này biết rằng là chỉ ở tạm bợ, nhưng nghèo khổ mà nhưng thà hơn kẻ nói dối. Cảm ơn Chúa vì Chúa rất là yêu Tám. Tuy rằng ở cái nơi không có bự như người ta, nhưng Chúa yêu Tám lắm. Chúa sắm sẵn cho Tám một nơi thiên đàng rất lớn, một chỗ rất lớn ở trên thiên đàng. Và con xin Chúa ban phước cho Tám thật nhiều hơn nữa. Và con mời cô chú anh chị em trong thời gian còn lại thì có học thì mở mic ra cùng học trong trong ngôn đoạn 22 nè. Vì phần còn lại anh xuống, anh xuống. Tôi học hết. Mấy bên này học rồi chú, sao đâu không biết. Trong kinh thánh này, trong đoạn 22 này là trong ngôn thì cái câu số 1 nói về danh tiếng và ơn nghĩa và bạc tiền của và bạc vàng. Nó có 4 cái phần, một câu kinh thánh mà chỉ 4 phần. Vì là Chúa nói là tôi học câu số 1, danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều, còn ân huệ quý hơn bạc và vàng. Cảm ơn Chúa, ai cũng muốn cho mình có danh, có tiếng và có ơn, có nghĩa. Nhiều con người ta sống ở trên thế giới này thì mình muốn làm gì, muốn cho mình nổi danh. Giống như danh tiếng là ai mà không muốn nổi danh. Ca sĩ rồi đó, nghệ sĩ rồi tất cả là nổi tiếng, ai cũng muốn làm ca sĩ.
nhiều lúc muốn đặt con mình là Ngọc Quyền, đó là con mình là Lý Hùng, đó là làm gì đó. Cho mình là giống như là đây là bốn điều, đó là danh tiếng, ơn của và tiền của và bạc. Danh tiếng là tạo danh tiếng, con người ta nó hay tạo danh tiếng vì danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều, bởi vì cái danh tiếng nó tạo ra nhiều cái khía cạnh. Khi cái danh tiếng để lại cho con cháu đời sau bị rủa xả, và sanh danh tiếng để lại cho con cháu đời sau hưởng được phước, đó là điều quan trọng. Một là điều cái sự rủa xả, hai là sự phước hạnh. Nhiều người ta đó có tiền có bạc nhưng mà có danh có tiếng nhưng mà lại bị quyền rủa nữa ông bạn. Muốn lấy danh tiếng mình treo cái bảng hiệu lên trước ngực để bố thí cho người nghèo khổ, nhưng mà họ muốn nổi tiếng họ mới cho người nghèo khổ, và họ muốn giúp đỡ người nghèo nhưng mà họ muốn lấy treo cái bảng hiệu lên để họ nổi danh tiếng. Đó là cũng mất cái tình người nữa ông bạn. Vì đây là nói là danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều, ân huệ quý hơn bạc vàng. Nói về danh tiếng thì nói về con người của người Cơ Đốc nhân. Người Cơ Đốc nhân của chúng ta sống phải đeo gương mẫu Chúa Giêsu. Đời sống của ông và anh chị em và tôi, tiền bạc bữa nay ở mình mới ở người ta. Nhưng mà đời sống của người Cơ Đốc nhân phải sống phải có ý nghĩa và chân thật. Không phải từ lòng tới lòng, chứ không phải đầu môi chót lưỡi để mượn đạo làm đời. Nhiều lúc con người ta để mượn đạo làm đời, treo bảng hiệu mình để cho mình muốn nổi tiếng về mình là người tốt. Như thật chất là lòng của mình, từ lòng tới lòng thì không có. Nhưng mà sống cuộc đời giả hình, sống hai mặt, gặp tinh lành thì nói khác, mà gặp ngoài đời thì nói khác. Đó. Thì cái đó là không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi lời Chúa nói hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Bởi mình đi theo Chúa đó, mình không nên nói chung với mình, đừng nên giả tạo, đừng nên không hiền từ, nhưng mà mình giả bộ mình hiền lành và mình đi giúp đỡ người nghèo, mình lấy tiền trong hội thánh mình đi giúp đỡ người khác. Giờ rồi mình tô điểm cho đời sống của mình, tô điểm cho mình nổi tiếng để mình lấy tiền của những người khác. Cái đó là mượn đạo làm đời đó ông bà anh chị. Thật chất đời sống của tôi trước đây tôi rất là xấu xa, nhưng mà hiện nay tại sao tôi có Chúa rồi tôi tạo ra danh tiếng của mình. Tạo ra không phải là danh tiếng của mình, tạo ra cho đời sống của mình biết yêu thương và biết mến người. Biết kính Chúa và biết yêu người, đó là mới gọi là danh tiếng tốt của bạn chị. Tôi tạo ra để làm gì? Tôi tạo ra để cho danh Chúa được tôn cao, mà danh Chúa sẽ được đồn ra qua đời sống của tôi và qua đời sống của tất cả ông bà anh chị em có mặt trên đường dây này. Chứ không phải là tạo ra để cho mình nổi tiếng, tạo ra để cho mình có danh vọng ở trên thế giới này, rồi mình sẽ qua đi. Danh tiếng mình được còn ở trên đất này, nhưng mà danh Chúa sẽ được đồn ra, mà danh Chúa sẽ được tôn cao, mà nhiều người tiếp nhận Chúa Giêsu làm của Chúa cuộc đời của mình, thì cuối cùng là danh Chúa sẽ được khắp thế giới này và mình cũng sẽ được phước nữa. Chứ không phải là danh của mình đâu, mình là chỉ danh tạm thời mà thôi. Danh Chúa mới mãi mãi, mới đời đời. Danh Chúa Giêsu. Bởi vì Chúa Giêsu là một cái danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều, ân huệ quý hơn bạc vàng. Chỉ có Chúa Giêsu mới gọi là danh tiếng tốt thôi, thương bạn. Học về đời sống của người Cơ Đốc nhân, hiện nay tôi học về tôi học gương mẫu, đó là Chúa Giêsu. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là danh tiếng tốt thôi. Loài người tất cả đều qua đi. Loài người tất cả là ham vọng, giống như ham dục vọng của mình, ham tiền, ham bạc, ham lợi nghĩa, ham tất cả những vật đời này, rồi bắt đầu quên bỏ đạo và đạo đức tác phong của con người không còn nữa không bạn. Chỉ có Chúa Giêsu, danh của Chúa mới tồn tại tới bây giờ. Chúa mấy ngàn năm vẫn còn ở trên thế giới này.
Chúa Giêsu từ trên trời, Chúa Giêsu tại sao ông ở mà Chúa Giêsu xuống thế gian này để làm người? Làm người thật sự rồi, Chúa Giêsu thậm chí là chết thay cho con người, gánh tội cho con người trên cây thập tự giá, đổ huyết ra để chuộc tội cho nhân loại này. Đó là danh tiếng của Chúa cao hơn ông bạn chị. Danh tiếng của Chúa rất là cao, danh Chúa tiếng của Chúa rất là phước hạnh. Đó. Thì cái này, bài học này tôi học cho nhận biết mình. Tại sao tôi phải thay đổi? Tại vì Chúa đã yêu thương mình, Chúa đã đổ huyết ra, Chúa đã gánh tội lỗi cho mình, Chúa thậm chí là chết vì mình. Nhưng mà mình phải thay đổi, phải mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu, phải mỗi ngày, nếu mà không giống Chúa thì giống Chúa cũng phần nào. Để làm gì? Để tạo ra đời sống tốt và tạo ra giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, người cô đơn và người quá phụ. Để có thì giúp ích, có nhiều thì giúp nhiều, không có thì mình giúp lời cầu nguyện. Nếu mình lại giúp lời ăn tiếng nói để làm gì? Để cho mọi người đều nhìn thấy Chúa Giêsu đạo tin lành của chúng ta có được phước hạnh, có những cái danh vọng và danh tiếng của đạo tin lành. Đạo tin lành danh tiếng sẽ được đồn ra, thì nhiều người tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời của mình, thì tôi với ông bà anh chị em mới được phước, và tôi với ông bà anh chị em mới được danh tiếng ở trên thế giới này. Danh tiếng của ông bà anh chị em đó là ở trong Chúa Giêsu, đó là gương mẫu Chúa Giêsu. Thì ông bà anh chị em chúng ta làm theo gương mẫu Chúa Giêsu mới được danh tiếng tốt hơn tiền của nhiều. Cảm ơn Chúa không? Thì mình học gương Chúa Giêsu thì mỗi ngày đời sống mình thay đổi, tâm linh mình thay đổi, mình không còn tham lam dục vọng đời này, không còn tham tiền, không còn tham bạc, nhưng mà ham muốn lời của Đức Chúa Trời, ham muốn để đi ra giúp người, ham muốn để đi ra cứu người và đi ra rao giảng lời của Ngài, để đi giúp người, lôi họ linh hồn họ về với Đức Chúa Trời và giúp đỡ những trẻ mồ côi, người quá phụ. Thì cuối cùng danh tin lành sẽ được đồn ra, mà danh Chúa cũng sẽ được tôn cao nữa ông bà anh chị. Cảm ơn Chúa vì tôi học coi bài học buổi sáng hôm nay, đó là mình học về gương mẫu Chúa Giêsu, đó là danh tiếng tốt quý hơn tiền của nhiều, ân huệ quý hơn bạc vàng. Chúa cho mình ân huệ rất là lớn ông bà anh chị. Không thể nào mà thay đổi, không thể nào thay đổi mà không thể nào quên được ông bà anh chị. Cho dù có làm thế nào cũng không bao giờ quên, bởi vì Chúa Giêsu chết thế cho mình. Chúa Giêsu gánh chết mà gánh tội cho mình. Đó là rất là danh, rất là lớn mà. Danh trên hết mọi danh. Thì tất cả ông bà anh chị em và tôi phải học gương Chúa Giêsu, phải làm cho đời sống, trước nhất là muốn làm cho mình có danh tiếng giống như Chúa Giêsu thì phải thay đổi từ lòng tới lòng, phải kính Chúa mà yêu người mới gọi là danh tiếng được đồn ra, mà danh tiếng chúng ta sẽ được tốt. Thì danh tiếng của Chúa Giêsu sẽ tồn tại ở trên thế giới này, nhưng mà mình phải làm, mình phải theo gương Chúa Giêsu, mình học hỏi Chúa Giêsu thì mỗi ngày đời sống mình phải thay đổi, mỗi ngày càng giống Chúa Giêsu nhiều hơn thì nhiều người được cứu. Cảm ơn Chúa. Tại sao mà trước đây tôi tiền bạc của cải rất là nhiều, nhưng mà tôi không có nhưng mà tôi đi theo Chúa rồi đời sống thay đổi, tôi không còn hút thuốc, không còn uống rượu, không còn chơi bạc bài, không còn đá gà trộm cắp nữa. Tại sao bây giờ tới ở tỉnh Bình Dương cũng biết tên của tôi, qua Đồng Nai cũng biết tên của tôi, mà ở Hà Nội cũng biết tên của tôi? Tại sao? Tại vì đời sống tôi thay đổi, đời sống tôi trở nên con cái của Đức Chúa Trời, mà tôi đã thay đổi thật sự từ lòng tới lòng. Nếu mà tôi không thay đổi thì tiếng tâm của tôi không có, mà danh Chúa cũng không được đồn ra. Tôi đi đến đâu tôi cũng rao giảng lời của Ngài. Tôi đến đâu tôi cũng mang tin lành đến tới đó. Tôi về quê hương của tôi thì họ mọi người đều nhận biết tôi là người tin lành. Họ nhận biết tôi là thay đổi thật. Hồi đó mày quậy quạng cỡ nào bây giờ cho mày im ghe, không? Họ chửi tôi cũng ngồi im ghe, mà họ rủa xả tôi, họ nói chú này chú nọ, tôi cũng im ghe, tôi không chửi lại. Đây họ nói sao? Hồi đó gặp nói gì nó quýnh chết rồi. Đúng không? Như vậy tại sao im ghê vậy? Tại vì tôi có Chúa, tại vì tôi là con, hiểu không? Cuối cùng tôi về tới Cà Mau này thì họ điện hỏi, họ nói mày thay đổi thật, Chúa mày có Chúa thật. Cảm ơn Chúa không? Tại vì sao? Cuối cùng tôi được nổi tiếng. Nổi tiếng gì? Nổi tiếng về tin lành.
Nổi tiếng về tinh thần chứ không phải nổi tiếng về tiền bạc ông bà anh chị. Cuối cùng danh Chúa cũng sẽ được đồn ra ở tỉnh các tỉnh thành. Tôi đi đến đâu thì tôi tin rằng mọi người đều tiếp nhận Chúa Giêsu, mọi người biết tôi là người tin lành. Đó là danh tiếng của tôi ông bà anh chị em, đó là người tin lành. Tin lành thay đổi của mình ông bà anh. Tin lành thay đổi đời sống của mình mới gọi là danh tiếng tốt. Nếu mà tin lành không thay đổi ông bà anh chị em và tôi, ông bà anh chị em đi đến đâu thì ta cũng không biết tin lành của mình đâu. Không biết Chúa Giêsu là ai đâu. Đó nó là danh tiếng tốt đem lại đến cho mọi người. Đó là tin tức lành. Tin tức lành sao từ xứ xa đến đem lại sự mát mẻ cho người đang khao khát. Tôi ông bà anh chị em, danh tiếng không phải là tiền bạc, mà danh tiếng không phải vì sự giàu sang đâu. Tôi với ông bà danh tiếng là đạo đức và tác phong và sống có nghĩa tình. Đó là mới gọi là danh tiếng. Còn thế gian này danh tiếng chỉ là tiền bạc. Và tiền bạc nó sẽ qua đi. Tiền bạc nó sẽ chỉ tạm mà thôi. Tiền bạc bữa nay ở túi mình mới ở với người ta. Mà để gieo ra danh tiếng rồi nó cũng sẽ mất. Nó cũng sẽ qua đi. Ông bà anh chị em gieo ra điều những điều lành, những điều tốt, những điều giúp đỡ những trẻ một con người quá phụ thì tôi ông bà anh chị em sẽ được có danh tiếng tới đời đời. Đời đời là mình sẽ về nước Chúa đó, mình sẽ ở trên thiên đàng thì mình sẽ được danh tiếng của mình ở đến đời đời. Chúa ghi công của mình và ghi tên tuổi của mình ở thiên đàng thì mình sẽ về mình nhận ở nơi đó, mình được danh tiếng ở nơi thiên đàng. Ở đất này lại cho đời. Rồi ông bà anh chị em và tôi sẽ có một ngày phước hạnh, đó là nhận được mão diều thiên của sự sống. Và xin là mà được cái danh tiếng thì cuối cùng Chúa sẽ được tôn cao, mà danh Chúa sẽ được đồn khắp đất này thì một người đều tiếp nhận Chúa qua đời sống của ông bà anh chị em và tôi. Cảm ơn Chúa vì tôi học cái câu kinh thánh này phải lỗi bỏ những thứ hư tật xấu, lỗi bỏ tham dục đời này, đừng lấy tiền bạc, đừng lấy những cái khôn ngoan của mình mà che đậy cái lòng, để khoe khoang, để trước mặt mọi người, để cho mình biết, cho mình che bản hiệu, để cho mình biết và mọi người đều biết mình là giàu sang danh vọng. Nhưng mà mình không còn vậy nữa, nhưng mà mình hãy treo tất cả bản hiệu trước ngực mình, đó là tin lành, mà tin tốt lành là đem lại ích cho mọi người đang khao khát ông bà anh chị. Cảm ơn Chúa, xin Chúa ban phước cho tất cả ông bà anh chị em buổi sáng hôm nay có mặt trên đường dây live này. Tôi xin hết. Dạ, cảm tạ anh Chúa vì anh số là người được phước, vì nhờ Chúa mà dạy dỗ cho anh số rất là nhiều những lời trong kinh thánh, và anh số học lại và cũng nói lại chúng con nghe là lời của Chúa rất là khôn ngoan và có điều tốt đẹp đến cho chúng con. Và cảm tạ anh Chúa vì Chúa nói, Chúa dạy cho anh em chúng con chứ không ngoan theo mắt mình, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va và lìa khỏi sự ác. Cảm tạ ơn Chúa vì Chúa dạy những lời của Chúa là khôn ngoan và còn giàu có nữa. Cảm tạ ơn Chúa. Dạ, cảm ơn Chúa. Và Chúa xin Chúa cũng ban phước cho ông bà cô bác anh chị em và cả gia đình của cô chú anh chị em nữa. Dạ. Buổi sáng hôm nay kết thúc bài học thì con xin mời cô Tám mà cầu nguyện quý hương mà buổi học kết thúc ngày hôm nay à, và mọi người chúng mình cầu nguyện chung. Dạ. Chúa mời ngài thành, cảm ơn Chúa mời chị em hiệp một tôi cầu nguyện. Chúa là Đức Chúa Trời của mỗi một chúng con, trời con cảm ơn ngài buổi sáng phước hạnh mà chúng con cùng nhau gom bó đà để ngồi với bệ chân ngài để rồi cùng nhau tiêu chuẩn đời của ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Con cảm ơn Đức Thánh Linh vì Chúa đang Thánh Linh quan ở cùng mỗi một chúng con. Ngài soi dẫn và ngài cho chúng con suy gẫm qua những bài học này. Chúa ơi, xin ngài thương giúp đỡ cho chúng con để chúng con học. Chúng con chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Nhưng chúng con nghe phải làm theo lời của Chúa dạy trong bài học, trong ngôn buổi sáng hôm nay, ngày là 22-29 câu này. Tại Chúa mỗi câu đều có sự dạy dỗ của ngài. Cảm tạ ơn Chúa vì lời của ngài là thần linh, là sự sống để giúp đỡ mỗi một chúng con. Chúa ơi, để chúng con suy gẫm, chúng con tìm hiểu thêm nữa, để rồi chúng con từ bỏ mọi điều gian ác, mọi sự xấu xa, để chúng con qua lời học như thầy suốt, để chúng con làm vinh hiển sáng danh của ngài.
Chúa ơi, để chúng con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, để chúng con qua học qua lời của Ngài, để chúng con tránh xa mọi điều ác. Con cảm ơn Chúa. Nguyện xin Ngài ở cùng anh chị em chúng con, sức dầu cho anh chị em chúng con, dầu cho tất cả những ở xa và gần, để chúng con buổi sáng hiệp một nhau mà nghe lời của Ngài, suy gẫm lời của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa, xin thánh linh của Chúa ở cùng mỗi một chúng con. Ngài mới, xin Ngài sức dầu ban ơn cho chị em chúng con, để chị em chúng con giao phó thân thể hồn linh chúng con cho chính mình Ngài. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con để chúng con bước đi theo sự sáng của Ngài, sự dạy dỗ của Ngài, sự soi dẫn của Ngài trong cả ngày hôm nay. Cảm ơn Chúa. Xin Ngài cũng sức dầu ban ơn cho cô Mộng Cầm, được đầy ơn của Chúa, để em có sự khôn ngoan, để em cũng hướng dẫn chúng con mỗi ngày, để chúng con suy gẫm học qua lời của Ngài. Lại Chúa, xin Chúa ban bình an cho chị em chúng con trong phòng cầu nguyện này, để tiếp tục chúng con suy gẫm lời của Chúa trong những ngày sắp tới. Cảm ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Con dâng lời cầu nguyện con cho chính mình Ngài, và con nói rằng chúng con yêu Ngài và cảm tạ ơn Chúa. Chúng con cúi đầu trước mặt Chúa và con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm tạ ơn Chúa. Amen. Dạ, xin Chúa ban phước cho cô chú anh chị em và chúng ta cầu nguyện chung ạ. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ở đất cũng như ở trời. Xin chúng con được căn cứ nơi đức này, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin cho đến chúng con nhỏ và con chúng con ra khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Hallelujah. Dạ, hallelujah. Chúng con phước được cho 8, chúng con cho vô số, chúng con phước cho 8, chúng con cho cô.